Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 108, để xem con đường tiếp theo của Khương Vọng trong cái hành trình mới này thế nào nhé, ở Hỏa Tộc. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 108. Trước đó Khương Vọng đã đánh giá tòa hỏa tử này, lúc này rảnh rỗi nên càng nghĩ kỹ hơn. Đa số kiến trúc trong Khánh Hỏa Bộ đều là đơn sơ, tòa hỏa tử này hoàn toàn không có hòa mỹ. Nhưng bất kể là chỗ ngồi, đài cùng với tế hay là vách tường, tất cả đều được vẽ các loại hỏa thú cổ hiếm lạ. Có vài con như là dê, lại như là chó. Đa số hỏa thú đều làm cho Khương Vọng cảm thấy vô cùng xa lạ, quả thực là tìm không ra cái gì có thể so sánh cả. Khương Vọng sớm biết hiện thế không phải là thế giới duy nhất. Xâm Hải Nguyên Giới bao gồm cả thế giới một mảnh cát vàng không biết do ẩn nguyên tinh chiếu rọi kia đều là những thế giới khác nhau. Nhưng mà chỉ có cấu tạo của thế giới phù lục hiện tại là có vẻ kỳ lạ. Hắn mơ hồ cảm nhận được, nếu thế giới cũng phân chia cấp bậc, bỏ qua không nhắc đến hiện thế thì hẳn là phù lục sẽ cao hơn Xâm Hải Nguyên Giới và cái mảnh biển cát kia. Điều này cũng có nghĩa là sức mạnh cực hạn của thế giới này cũng cao hơn hai thế giới còn lại. Bởi vậy anh suy luận, người mạnh nhất trên phù lục sẽ mạnh hơn Tiểu Phiền Bà Bà. Là tế tỳ duy nhất của thánh tộc Xâm Hải, có lẽ Tiểu Phiền Bà Bà là người mạnh nhất trên Xâm Hải Nguyên Giới ngoại trừ Yến Kiều. Khương Vọng cũng không rõ chiến lực thực sự của bà, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Nhưng mà phòng trừng không có thấp hơn cảnh giới thần lâm. Trung quỳ Khương Vọng cũng từng tiếp xúc với cường giả thần lâm, trực giác quán mách bảo Tiểu Phiền Bà Bà không yếu hơn cấp bậc này. Mà trong cái thế giới phù lục, có lẽ vị đại thúc trung niên Khánh Hỏa cao xí trên mặt có vẻ tám đường tơ hồng kia chính là người mạnh nhất trong Khánh Bộ Hỏa. Có cơ hội thì phải thử thực lực của gã xem đến mức nào mới được, Khương Vọng thầm nghĩ. Thế giới kỳ quái làm hắn tò mò, cũng làm hắn tràn ngập lạc thú thăm dò. Hai hệ thống sức mạnh khác biệt va chạm, giúp hắn thấm nhuần con đường tu hành của bản thân càng sâu hơn. Vứt bỏ thù hận và áp lực khi đối mặt với thế sự, chỉ bàn về tu hành thì hắn có được lạc thú theo đuổi vô hạn. Đứa bé năm đó đã một mình bước lên con đường đi đến đạo quán cầu học, còn không phải là vì hướng tới tu hành hay sao? Lúc này Khánh Hỏa Kỳ Minh đã ôm một cái hộp gỗ sơn hai màu đỏ đen đi tới chỗ ngồi, sau đó ngồi đối diện với Khương Vọng. Quay người để lộ lưng đi, hắn ta nói. Vì thế Khương Vọng cởi áo trên xuống, trực tiếp xoay người ngồi đưa lưng về phía Khánh Hỏa Kỳ Minh. Hắn ngồi thật thẳng, cột sống như một thanh kiếm, chuôi kiếm chống ngay thắt lưng, mũi kiếm chỉ thẳng lên thiên địch. Khánh Hỏa Kỳ Minh liếc một cái, các vết sẹo như miêu tả lại những cuộc chiến từng trải đều bị lược qua. Thứ mà ánh mắt hắn ta nhìn thấy đầu tiên chính là đóa bạch cốt điên hoa nở rộ ở chỗ giao nhau giữa xương cổ và cột sống của Khương Vọng. Thế nào? Cảm nhận được sự chần chờ của Khánh Hỏa Kỳ Minh, Khương Vọng cất tiếng hỏi. Đóa bạch cốt liên hoa trên lưng của ngươi ta gì à? Ờ, có một chút. Khánh Hỏa Kỳ Minh tìm từ cẩn thận. Hắn ta thực không có giống một người quyền cao chức trọng. Nhìn từ kiến trúc của hỏa tử này, đáng lẽ địa vị của Vu Trúc rất cao mới đúng. Dấu vết do một tà thân để lại sớm đã không còn ảnh hưởng gì. Giọng điệu Khương Vọng thật tùy tiện, thuận miệng hỏi, ngươi có thể xóa nó đi được không? Hắn đã sớm tự cảnh báo bản thân không dùng bí pháp của bạch cốt đạo, nhưng mà vẫn không thể giấu đi được đồ án bạch cốt điên hoa trên lưng. Có lẽ tiếp xúc với bí pháp bạch cốt tôn thần truyền lại thì không thể hủy diệt ấn ký này. Có lẽ chỉ khi nào bạch cốt tôn thần hoàn toàn tiêu vong thì nó mới biến mất. Mà còn có một khả năng khác là vì Khương Yểm đang tồn tại ở Thông Thiên Cung. Đến hiện giờ thì Khương Yểm vẫn là một trong những vấn đề không thể giải quyết được. Ngày thường không thấy bạch cốt điên hoa này làm ảnh hưởng đến hắn, Khương Vọng cũng không thể xẻo một lớp ra, nên đành phải gác lại chuyện này. Khánh Hỏa Kỳ Minh dừng lại một chút sau đó đáp, ta cũng không hiểu biết về cái lĩnh vực thần linh, không tiện thử nghiệm trên người của ngươi.
cũng không biết hắn ta thực làm không được hay là có gì kiêng kỵ. Khương Vọng cũng không có miễn cưỡng, vậy cứ mặc kệ nó đi. Nhưng Khánh Hòa Kỳ Minh nói, nếu ngươi không cần sức mạnh của ta thần, ta có thể giúp ngươi điểm hỏa đồ đằng bên dưới lõa bạch cốt điên hoa này, nó có thể giúp ngươi áp chế một phần, trừ khử tai họa ngầm. Có dẫn tới hậu quả không tốt gì không? Không vọng nghĩ đến hiệu quả xấu trước. Nếu hai loại đồ án này không kết hợp thì tốt. Khánh Hòa Kỳ Minh suy nghĩ, không quá khẳng định mà đáp, trông rất ảnh hưởng đến mỹ quan. Ý ta hỏi là phương diện tu hành, Khương Vọng nói. Khánh Hòa Kỳ Minh trả lời, đồ đằng là phương thức tu hành của phù lục chúng ta, bao nhiêu năm nay đều là như vậy. Phương thức tu hành của các ngươi có hại gì với các ngươi không? Vậy Khương Vọng không có ý kiến. Vậy thì làm theo lời ngươi nói đi. Từ xâm hải nguyên giới đến thế giới biển cát ẩn tinh, rồi đã đến phù lục, Khương Yểm đã không có động tĩnh nhiều ngày, cũng không biết là đang ngủ say hay là bế quan nữa. Có lẽ đó hỏa diễm đồ đằng này có thể mang đến cho gã một bất ngờ. Khánh Hòa Kỳ Minh cũng dùng một con dao nhỏ đang cháy khắc lên sống lưng của Khương Vọng. Những nơi ngọn lửa liếm qua cũng không làm tổn thương da thịt, chỉ để lại dấu vết đỏ đậm. Quá trình điểm thanh sẽ kèm theo cơn đau bỏng rát cực kỳ mãnh liệt. Dựa theo cách nói của Khánh Hòa Kỳ Minh, đây là quá trình giao lưu với sức mạnh đồ đằng. Đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Khương Vọng nhịn không được có thể kêu to, nhưng mà tốt nhất đừng nên lộn xộn. Vốn dĩ dựa theo quy tắc thì hắn ta phải trói cố định Khương Vọng lại, để tránh hắn không chịu đau được mà lộn xộn quá trình này. Đương nhiên Khương Vọng không có khả năng đồng ý. Dù là trong tình huống nào, biến bản thân thành thịt nằm trên thớt đều là hành vi ngu xuẩn. Cuối cùng Khánh Hòa Kỳ Minh chỉ có thể bắt đầu làm như vậy. Hắn làm mắt ta kinh ngạc chính là ở trong toàn bộ quá trình, Khương Vọng không nhúc nhích, y như một pho tượng điêu khắc vậy. Phải biết là chuôi tự hỏa chi đao này của hắn ta chính là bảo vật truyền thừa của Vũ Trúc Khánh Hỏa Bộ. Thật ra lửa không tổn thương da thịt, mà là khắc ấn lên thần hồn. Hỏa đồ đằng cũng không phải là do Vũ Trúc trực tiếp khắc họa ra, mà là sau khi Vũ Trúc khắc họa thần hồn, thân thể tự động sinh ra đồ đằng tương ứng. Thoạt nhìn như là khắc lên, nhưng mà thực ra là có khác biệt về bản chất. Nhưng mà nhiều năm tháng trôi qua, cách nói điểm thanh cũng chậm rãi kéo theo. Cho nên loại đau đớn này là chạm đến phương diện thần hồn, người bình thường căn bản là không có khả năng chịu đựng nổi. Trên cổ người này cộm lên gân xanh có thể chứng minh hắn cũng đau. Nhưng mà ở vị trí mà Khánh Hòa Kỳ Minh khắc họa, tất cả da thịt gần đó đều bị cứng rắn khống chế vào trạng thái tương đối thả lỏng. Làm vậy là vì không muốn ảnh hưởng đến quá trình khắc họa đồ đằng, cố gắng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Loại ý chí và lực lượng khống chế đáng sợ này khiến cho Khánh Hòa Kỳ Minh nhớ tới người mà dưỡng phụ từng không ngừng nhắc tới, vị cường giả không xuất thế của Khánh Hỏa Bộ kia. Nghe nói biểu hiện hắn ta trong lúc điểm thanh cũng là như vậy, cho nên mới khiến cho dưỡng phụ làm Vu Trúc cả đời vẫn khắc sâu ấn tượng. Đáng tiếc chính là người nọ đã sớm rơi vào U Thiên. Khi mọi chuyện kết thúc, Khánh Hỏa Kỳ Minh cất tự hỏa chi đao đi, lại lấy ra một miếng vải bổ xám xịt từ trong hộp, chùi lên sống lưng Khương Vọng một cái. Nói ra cũng kỳ lạ, vừa chùi một cái thì cảm giác rát bỏng kia đã lập tức biến mất. Cả người Khương Vọng thả lỏng lại, lúc này mới phát giác trên trán mình đã chảy đầy mồ hôi. Xong rồi à? Hắn kiệt sức mà hỏi. Đồ đằng đã thành hình, còn cần rót sức mạnh đồ đằng vào. Khánh Hòa Kỳ Minh vừa gom đồ đạc vừa nói, tộc trưởng đã đưa định mức cho ta rồi. Khương Vọng thuận miệng hỏi, mảnh vải bố màu xám này của ngươi có lai lịch gì vậy? Khánh Hòa Kỳ Minh cười mà không nói. Vì thế Khương Vọng hiểu, đại khái đây là bí mật Vũ Trúc Khánh Hòa Bộ, không tiện trình bày. Hắn cũng không thèm để ý, chỉ tiện bấm tay tạo ra một tấm thủy kính đặt ở phía sau lưng, quay đầu lại nhìn đồ án ở trong tấm kính đó. Chỉ thấy một đóa hoa lửa đỏ rực như đang bốc cháy. Phía trên có một đóa bạch cốt điên hoa như đang nở rộ. Đỏ và trắng tô điểm cho nhau, xen lẫn nhuộm màu lên nhau. Cảm giác tà dị của bạch cốt chi liên đã bị trung hòa. Cảm giác mãnh liệt rực cháy của ngọn lửa rực kia cũng ôn hòa đi một chút.
Cho dù xem nhà ý nghĩa và chúng tượng chung, thì đây cũng là một bộ đồ án cực kỳ mỹ lệ. Khương Vọng yên lặng một hồi, đột nhiên nhớ tới một vài hình ảnh. Vì thế hắn phất tay đánh tan thủy kính. Nhìn vẻ mặt của hắn, Khánh Hòa Kỳ Minh đột nhiên hỏi: ở thế giới bên ngoài Thanh Thiên Các của ngươi, hiện tại thần linh là như thế nào? Khương Vọng khẽ lắc đầu. Thời đại thần đạo thịnh hành đã là lịch sử, mà cái ta tiếp xúc không cần đề cập tới làm gì. Nói tóm lại, chính thần vẫn được người ta kinh ngưỡng, có được chút hương khói. Tà thần thì bị người ta phỉ nhổ, cũng chỉ có thể là lén rút truyền bá tín ngưỡng. Thế nhưng cũng không phải tất cả thần linh đều cần tín ngưỡng. Thần đạo là hệ thống tu hành rất phức tạp, ta không quá hiểu. Khánh Hòa Kỳ Minh cố ý vô tình mà nói: ở phù lục chúng ta, cái gọi là thần sẽ không chiếm được bất cứ tín ngưỡng nào cả. Vì sao? Thần có ta, có ta thì nhất định có tư, mà không thể vô tư thì làm sao xứng trở thành thần. Cho nên thần là một loại nghịch biện. Người phù lục chúng ta cho rằng thần chân chính không tồn tại, nếu có thì chỉ là kẻ trộm căn nguyên, trộm cắp tín ngưỡng mà thôi. Thần có ta, có ta thì nhất định có tư. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nghe nói đến cái lý luận này, nhưng mà lại cảm thấy rất có đạo lý. Có thể nhận thức được điều này thì phù lục thực sự là một thế giới ghê gớm. Khương Vọng lắc đầu: ta chưa bao giờ tin thần. Hắn hiểu lời nhắc nhở của Khánh Hòa Kỳ Minh, đối phương hiểu lầm, có lẽ hắn mang lòng tôn kính đối với thần linh mà Bạch Cốt Liên Hoa đại diện. Thấy Khương Vọng tỏ thái độ như vậy, Khánh Hòa Kỳ Minh cũng không có nhiều lời, chỉ ôm hộp đi vào bên trong. Cùng ta đi vào trong. Khương Vọng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi theo Khánh Hòa Kỳ Minh vào trong phòng hỏa từ. Đi qua một con đường thật dài, đường đi xuống phía dưới hơi dốc, hai bên có đặt chậu than trên cao. Quẹo qua trái một chỗ lối rẽ, cuối con đường là một gian phòng tối. Nơi này hẳn đã là chỗ sâu dưới lòng đất. Bố cục của nó cực kỳ đơn giản, bốn bên đều có ngọn lửa đang cháy trên cao. Giữa phòng tối là một cái ao, lấy gạch màu đỏ rực để mà lót thành. Lúc này trong ao rộng tuếch, có thể nhìn thấy dưới đáy và bốn bức tường đều có vẽ đồ án ngọn lửa huyền bí, hình như là một cảnh tượng chỉnh thể, giống như đang miêu tả cái gì đó. Nhưng mà phong cách của nó lại thuộc riêng về thế giới này, Khương Vọng cẩn thận quan sát một hồi vẫn không hiểu. Khánh Hòa Kỳ Minh có chút xấu hổ mà nói: vốn dĩ nên ngâm một chút trong hồ đồ đằng, nhưng mà hiện tại ngươi cứ ngồi xổm bên cạnh ao, bỏ tay vào là được rồi. Khương Vọng cũng đoán đại khái được nơi này dùng để làm gì. Nghe lời này, mí mắt hắn nhịn không được mà giật giật. Khánh Hòa bộ này thực sự keo kiệt đến không thể nói nổi. Khương Vọng ngồi xổm xuống, dựa vào hướng dẫn của Khánh Hòa Kỳ Minh mà hơi rũ tay phải vào trong đồ đằng. Lúc này Khánh Hòa Kỳ Minh đeo cái mặt nạ khoa trương kia lên, xoay vòng quanh hồ đồ đằng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Điểm cái gì thì Khương Vọng vẫn không nghe hiểu, nhưng mà sau khi tiến hành lời cầu khẩn, trong cái đồ đằng trống rỗng kia dần dần có sương khói màu đỏ như lửa ra đời. Nó cực kỳ loãng nhưng mà vẫn cứ tồn tại. Sương khói màu đỏ lửa như cá đuổi theo mồi mà chen chúc đến tay của Khương Vọng. Dựa sát bàn tay, hắn leo lên, bơi dọc theo tầng ngoài thân thể để leo lên phần lưng, mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Không nghi ngờ gì nữa, sương khói màu đỏ này chính là thực thể hóa của sức mạnh đồ đằng nằm trong hồ đồ đằng. Khương Vọng cảm nhận được, sau khi bị sương khói này rót vào thì hỏa diễm đồ đằng ở trên lưng bắt đầu nóng lên. Sau đó, không có sau đó, chỉ cảm thấy hơi nóng lên mà thôi, bởi vì sương khói màu đỏ trong hồ đồ đằng kia đã tiêu hao gần như là không còn. Khánh Hòa Kỳ Minh kết thúc cầu khẩn, lại tháo cái mặt nạ xuống, sắc hắn ta đỏ lên, cũng không biết là vì tiêu hao quá nhiều hay chỉ đơn giản là ngượng ngùng. Khương Vọng tràn đầy oán niệm liếc nhìn hắn ta một cái. Chỉ như vậy thôi sao? Cái này gọi là sức mạnh đồ đằng khiến ta trở nên chí thuần chí chính à? Thuần hay không, chính hay không thì chưa biết, ít ra thì thực sự là ít quá. Ta vừa bắt đầu có chút cảm giác thôi mà. Cái này không thể trách ta, Khánh Hòa Kỳ Minh vội vàng giải thích. Đều là tộc trưởng yêu cầu, dùng thế nào, dùng bao nhiêu dư lượng sức mạnh đồ đằng trong hồ
là chuyện ta không làm chủ được. Lúc này có một tiếng nói truyền đến từ gian ngoài. Đúng vậy, việc này không thể trách Vua Trúc. Nếu Thanh Thiên Lai già có oán niệm thì Khánh Hỏa Cao Xí này dốc hết sức lực để mà cánh chịu. Khánh Hỏa Cao Xí cao lớn cường tráng đi vào phòng tối, vẻ mặt rất thản nhiên. Sao tộc trưởng lại tới đây? Khánh Hỏa Kỳ Minh vội chào đón. Mang cờ sĩ, tướng sĩ, cờ tốt của Thánh Hỏa Bộ đến cho cờ chủ xem qua. Khánh Hỏa Cao Xí vừa nói vừa nhìn Khương Vọng. Khách nhân tôn quý, xin hãy tha thứ cho Khánh Hỏa Bộ đã chiêu đãi không chủ đáo. Thật sự quá không chủ đáo. Khương Vọng không khách giáo, nhưng mà cũng không tiếp tục dây dưa về số lượng sức mạnh đồ đằng. Hắn ta nói thẳng. Ta đi xem người. Ở bên ngoài, Khánh Hỏa Cao Xí nói. Khánh Hỏa Kỳ Minh có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Ở bên ngoài có nghĩa là những người này còn không có tư cách bước vào hỏa tử. Có thể suy ra thực lực như thế nào rồi. Ba người lại ra khỏi hỏa tử. Ở bên ngoài hỏa tử có 16 người đang đứng. 16 lão nhân gần đất xa trời, nếp nhăn so đến mức có thể kẹp chết rồi bỏ. Cả đám người run run rẩy rẩy, cứ như là chỉ cần một trận gió thổi qua là có thể thổi ngã cả hàng người. Khương Vọng nhìn về phía Khánh Hỏa Cao Xí. Các ngươi bỏ cuộc phải không? Sao lại vậy? Khánh Hỏa Cao Xí nói. Tuy tuổi của những người này lớn một chút, nhưng mà đều là chiến sĩ thần kinh bách chiến. Đương nhiên lão binh mạnh hơn tân binh 100 lần. Nhưng mà lão binh chứ không phải là toàn binh lão nhân. Ván cờ sinh tử cấm dùng sức mạnh đồ đằng. Đối với người thường mà nói, nắm đấm sợ tuổi trẻ chính là chân lý. Gương mặt Khương Vọng không lộ ra biểu cảm nào, chỉ hỏi. Có phải các người muốn nói cho ta, ta không nên ký phần khế ước kia? Ta đã lựa chọn sai lầm. Ta nhìn người không rõ, đúng không? Có thể coi giọng điệu quán ta là nghiêm khắc. Phù lục có nhiều bộ lạc như vậy, hắn thực sự không phải là chỉ có thể lựa chọn Khánh Hỏa Bộ. Cho dù cần đi đoạt lấy vị trí, hắn cũng không phải là không giành được. Trừ một vài người ít ỏi là lôi chim càn ra, ai có thể chặn được hắn? Ở trên mặt Khánh Hỏa Cao Xí xuất hiện chút xấu hổ. Việc này đúng là gã làm không đúng. Nhưng mà gã vẫn nói, không thể sử dụng sức mạnh đồ đằng trong ván cờ sinh tử thì coi như là không có trợ giúp gì đối với ván cờ. Dũng sĩ của chúng ta đều chinh chiến ở địa quật mà còn chưa chiếm được sức mạnh đồ đằng bổ sung định mức nên có. Tuy rằng rất có lỗi với người, nhưng mà cũng chỉ có thể như vậy. Nếu không phải là Thanh Liên Lai giả tiến vào ván cờ sinh tử phải có sức mạnh đồ đằng để lừa gạt ván cờ, thì cả chút sức mạnh này gã cũng luyện tiếc đưa cho. Vậy những người này thì sao? Khương Vọng nói. Ngươi bảo ta mang bọn họ đi vào ván cờ để mà giành thắng lợi sao? Vẫn là vấn đề địa quật. Khánh Hỏa Cao Xí nói. Thực lực của Khánh Hỏa Bộ bình thường trấn thủ địa quật rất khó khăn. Đa số thanh niên trai trắng đều là thay phiên trông coi địa quật. Cũng chỉ có những chiến sĩ có thể dùng để chịu chết, còn đỡ tốn đồ ăn của bộ tộc các ngươi, đúng không? Khương Vọng cắt ngang lời gã nói. Mà 16 lão nhân này đều mang vẻ mặt rất bình tĩnh. Chắc sớm đã biết mình sắp phải đối mặt với cái gì, cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Hắn biết được từ lời nói của Khánh Hỏa Kỳ Minh, tơ hồng hiện ra trên mặt tộc nhân của Khánh Hỏa Bộ chính là sự bộc lộ mức độ sức mạnh đồ đằng. Ở trên mặt Khánh Hỏa Cao Xí có 8 sợi tơ hồng, thực lực thật sự có 102 trong Khánh Hỏa Bộ. Mà những lão giả đó lại không có cái gì trên mặt cả. Khánh Hỏa Cao Xí cũng không che giấu, trực tiếp nói. Không phải bảo bọn họ đi chịu chết, mà là dùng bọn họ bổ sung danh sách, gom đủ nhân số tiến vào ván cờ sinh tử. Chỉ là nếu người có thể giữ bọn họ không chết, đương nhiên là tốt nhất. Không thể thì đó là số phận của họ. Khánh Hỏa Bộ chúng ta phải tiếp tục kéo dài, không thể lại để thanh niên trai trắng hy sinh như vậy được. Gã là thủ lĩnh một bộ tộc, nói ra những lời này đủ thể hiện sự bất đắc dĩ đến cùng cực. Nhìn từ câu nói này, hoàn cảnh sinh tồn của Khánh Hỏa Bộ còn ác liệt hơn cả tưởng tượng quán. Nhưng Khánh Hỏa Bộ chỉ cần giành được một trong 10 vị trí đầu là đã thỏa mãn. Cho nên chờ đến tinh tướng đại công cáo thành, họ không có chí tiến thủ. Khương Vọng lại không muốn như vậy. Sau khi hắn đạt thành mục tiêu mà còn cố ý tới thế giới này, không phải là vì Lý Hạng Chót, không phải là vì Khánh Hỏa Bộ sống tạm bợ. Nếu ta nói ta có thể giúp các ngươi giành được thắng lợi thì sao? Khương Vọng hỏi. Hắn nhấn mạnh là giành thắng lợi, không phải là hạng 16, 17, 18 linh tinh.
Khánh Hòa cao sĩ lập tức tỉnh táo tinh thần. Trong những thành thiên lai giả kia, thực lực của ngươi nằm thứ mấy? Rất nhiều người tới từ Thiên Thanh là đều quen biết nhau, hiểu biết thực lực của nhau, gã cũng không hoài nghi chuyện này. Khương Vọng tự tin nói, không dám nói đứng đầu, nhưng mà ta chắc chắn có thể lấy được một trong năm vị trí đầu tiên. Lời nói quán cực kỳ khí thế, cũng thực sự không giả dối. Khánh Hòa cao sĩ nhìn hắn, vẫn có chút do dự. Trong lịch sử, thực lực của thanh niên lai giả sau này luôn không bằng những người trước đó. Rất đơn giản. Khương Vọng thong dong đáp, ngươi có quyền, ta có kiếm, sao không tự mình thử một lần? Hắn đảm vậy vừa mang đến tin tưởng cho Khánh Hòa Bộ, vừa muốn tìm hiểu hệ thống tu hành của phù lục, đồng thời hiểu rõ thực lực Khánh Hòa Bộ có thể nói một ná bắn ba chim. Khánh Hòa cao sĩ cười, hiển nhiên câu trả lời của Khương Vọng làm cho cả cực kỳ vừa lòng. Ngay vào lúc này à? Ngay vào lúc này, Khánh Hòa cao sĩ thu nụ cười lại, cũng không chào hỏi cái nào. Gã trực tiếp đấm thẳng một quyền đến, nhắm ngay vào ngực Khương Vọng. Khương Vọng cũng dứt khoát giơ tay lên, lấy vào kiếm thần long bộc để chắn nắm đấm của Khánh Hòa cao sĩ. Hắn muốn thử sức mạnh của người này trước. Vỏ kiếm vừa tiếp xúc nắm tay kia, thì Khương Vọng đã ý thức được sức mạnh của mình không bằng. Hắn lập tức thay đổi kình lực, chuyển đổi kháng làm lực dựa, nhẹ nhàng mà bay về phía sau. Người đang bay ngược, vỏ kiếm đã dựng thẳng, thuận thế rút kiếm, kiếm khí ngập ngà. Một ánh sắc lạnh cắt qua trước người như trăng non vừa mọc, cũng không thấy động tác như thế nào. Nắm tay Khánh Hòa cao sĩ đột nhiên biến thành lửa, không phải là bị ngọn lửa bám vào, cũng không phải là thủ thuật che mắt gì. Dựa vào cảm quan xuất sắc đối với đối nguyên hệ lực hỏa, Khương Vọng cảm nhận rõ được nắm tay này của Khánh Hòa cao sĩ đã mất đi máu thịt, biến thành ngọn lửa thực sự. Kiếm lao qua, lửa vẫn tồn tại. Nắm tay lửa này đánh úp vào mặt, Khương Vọng dựng trường ở phía trước, một đóa diễm hoa nở rộ trong lòng bàn tay, va chạm trực diện với nắm tay của Khánh Hòa cao sĩ. Vụ nổ mạnh trong dự đoán cũng không xảy ra. Hắn chưa kịp khống chế diễm hoa nổ tung thì diễm hoa đã tiêu tán trước một bước. Khương Vọng cảm nhận được trong quyển nguyên lực hệ hòa mãn khống chế có một ý thức đột nhiên sinh ra, quấy rối một cách thỏa đáng, khiến cho diễm hoa hỏng mất. Khương Vọng hóa thân thành diễm lưu tinh mà nổ tung, mà nắm đấm lửa kia của Khánh Hòa cao sĩ bỗng nhiên nở ra, nằm ngón tay như đã đang nắm hờ cái gì đó bỗng nhiên kéo xuống. Diễm lưu tinh phi xa cực nhanh, lập tức ngừng lại, bắt đầu không khống chế được mà ngã xuống. Đây là lần đầu tiên diễm lưu tinh bị người ta lấy phương thức như vậy phá giải. Trong diễm lưu tinh đang bị kéo xuống, Khương Vọng đạp lên ngọn lửa bước ra, lại một đạo thuật dễ bị phá giải. Nhưng mà đôi mắt hắn càng ngày càng sáng lên, hắn cảm thấy hưng phấn. Cách vận dụng sức mạnh đồ đằng thật là huyền diệu, khiến hắn mở rộng tầm mắt, cũng khiến hắn thấy được càng nhiều khả năng. Hắn ngã xuống cực nhanh giữa không trung, một tay dựng kiếm xuống dưới, phá vỡ không khí, làm mình hạ càng nhanh hơn. Khi thấy thân thể mình sắp va chạm vào đối thủ, một tay khác nhanh chóng bấm tay niệm chú. Bát âm diễm thức. Trong lúc cấp tốc gửi tới gần, diễm thức dài đặc lấy Khương Vọng làm khởi điểm, rơi xuống vị trí của Khánh Hỏa cao sĩ. Diễm thức như cây cầu nối liền hai người đang chiến đấu. Dù thế nào cũng không thể bỏ qua uy năng của đạo thuật này. Khánh Hỏa cao sĩ vẫn thong dong như cũ, chỉ mở nắm đấm lửa kia ra rồi siết chặt lại. Những diễm thức líu rít kia còn chưa tới gần tấn công thì đã tàn nát, vỡ vụn ngay trước người, như thiêu thân lao vào lửa. Nhưng khống chế được lửa lại không ngăn được âm. Bát âm hợp tấu, mỗi loại có một kiểu êm tai, cũng có một thế công khác nhau. Ở trong tiếng giao hưởng khổng lồ, ở trên mặt Khánh Hòa cao sĩ xuất hiện từng chút đau đớn. Trong nháy mắt, nhưng mà gã không lùi mà tiến tới, trực tiếp nhảy dựng lên cao, đánh một quyền lên giữa không trung. Một quyền này như chỉ đánh trúng không khí, nhưng mà Khương Vọng có thể cảm giác được, hình như là nguyên lực hệ hòa trong phạm vi chiến đấu bị đánh trúng một tiết điểm nào đó, tất cả mọi thứ đã bị đuổi đi. Bụi về với bụi, đất về với đất, tất cả đã trở về với tự nhiên. Đương nhiên, bát âm diễm tức cũng vì thế mà tan đi, không còn nhấc lên vân đửa gợn sóng. Không hổ là bộ tộc trực tiếp tế bái căn nguyên của lửa. Sự khống chế của Hòa Khánh cao sĩ đối với lửa cứ như là một loại năng lực trời sinh. Sử dụng bất cứ đạo thuật hệ hòa nào trước mặt gã cũng như là tự rước lấy nhục. Ít nhất đạo thuật hệ hòa hiện giờ mà Khương Vọng khống chế, không có một cái nào đạt được hiệu quả với Khánh Hòa cao sĩ. Khương Vọng chỉ từng được nhìn thấy khả năng khống chế ở mức độ này trên người thiếu niên hoa bào
trong thái hư huyễn cảnh kia. Điều làm Khương Vọng cảm thấy hứng thú nhất là làm sao mà Khánh Hỏa Cao Xí tìm được tiết điểm chỉ thuộc về nguyên lực hệ hỏa trong phạm vi này. Điều này quá đáng sợ, cũng quá thú vị. Cố ý sử dụng đạo thuật hệ hỏa chính là vì thử nghiệm khả năng khống chế của Khánh Hỏa Cao Xí đối với lửa. Hiện tại Khương Vọng đã có được đáp án. Vì thế hắn tung kiếm, trực tiếp đón nhận hỏa quyền của Khánh Hỏa Cao Xí. Vậy, đâm, kéo, cắt, kiếm khí như bạo tát. Lấy phương thức cực kỳ đơn giản, lại cực kỳ sắc bén, hắn trực diện đối đầu với Khánh Hỏa Cao Xí ở giữa không trung. Chiêu pháp của Khánh Hỏa Cao Xí cũng không có hoa lệ, chỉ đơn giản là quyền thu quyền ra, nhưng mà mỗi một chiêu đều đấm thẳng vào chỗ yếu hại, là quyền thuật thật sự đã luyện ra từ chiến trường. Mà lúc này Khương Vọng chỉ dùng phương thức trực tiếp nhất để đối đãi. Mỗi kiếm không có chiêu, nhưng mà mỗi một kiếm đều mang theo khí thế độc đáo. Kiếm thuật quán đều hóa vào mỗi một chiêu kiếm. Khá lắm. Họ đan xen qua lại trong chiến trường. Khánh Hỏa Cao Xí trực tiếp nhảy ra ngoài, không khỏi vui mừng nói: người thực sự có thực lực tranh đoạt 5 vị trí đầu tiên. Tuy rằng gã không rõ thực lực của các thanh liên lai giả khác như thế nào, nhưng mà theo ghi chép về thanh thiên lai giả, ở những năm qua, thực lực của họ đều ở dưới hạn nào đó. Cường giả phù đục cho rằng đây là cực hạn của thông đạo thanh thiên. Khánh Hỏa Cao Xí rất khẳng định, dưới giới hạn này, chiến lược mà Khương Vọng bày ra tuyệt đối coi như cao thủ, có thể tùy ý rút khỏi chiến cuộc đang đàn chiếu, đủ để chứng minh Khánh Hỏa Cao Xí vẫn chưa bị buộc đến cực hạn trong cuộc chiến vừa rồi. Đương nhiên, bởi vì bàn luận nên Khương Vọng cũng chỉ là dùng một phần thực lực để thăm dò mà thôi. Khương Vọng nửa tán thưởng, nửa hiếu kỳ nói: thật không biết phong thái khi tộc trưởng đại nhân hóa thân thành ngọn lửa sẽ ghê gớm đến cỡ nào. Khánh Hỏa Cao Xí cười nói: ta nhận lời chúc của ngươi, hy vọng ta sớm đến được ngày đó. Phán đoán từ những lời này thể hiện, giờ gã còn chưa thể hóa thành lửa toàn thân, không biết cực hạn đến hiện tại đến đâu, nhưng mà một quyền lửa kia cũng đã đủ rất cường đại. Khánh Hỏa Cao Xí chỉ với một quyền hóa lửa mà thực lực đã đến nội phủ cảnh, cũng không thể nói có thể trực tiếp đối đầu với nội phủ cảnh. Hai loại hệ thống tu hành khác nhau nên không thể trực tiếp so sánh như vậy. Chỉ là phán đoán đơn thuần từ góc độ của Khương Vọng thì Khánh Hỏa Cao Xí với một nắm đấm hóa lửa đã mang đến cho hắn áp lực tương đương với cường giả nội phủ cảnh bình thường. Phòng trường một cách bảo thủ, nếu Khánh Hỏa Cao Xí khai hỏa toàn bộ chiến lực thì có lẽ thực lực sẽ là nằm ngoài lâu cảnh. Mà thậm chí Khánh Hỏa bộ còn không lọt vào bảng xếp hạng 100 đội đầu của phù lục. Nhờ thông qua nghi thức điểm tinh tướng nên được Khương Vọng gia nhập, lúc này mới có được tư cách gia nhập ván cờ sinh tử. Bởi vậy có thể phán đoán trình độ chiến lược phù lục còn cao hơn suy nghĩ trước đó Khương Vọng một chút. Hiện tại Khương Vọng chỉ hy vọng mấy tên hô mưa gọi gió ở Tề Quốc kia đừng quá kiêu ngạo thế giới này. Nếu lỡ bị cường giả phù lục làm gì thì không lẽ hắn đi nhặt của hời sao? Có lẽ hiện tại tộc trưởng đại nhân đã có chút hiểu biết đối với thực lực của ta. Vậy ngươi tính an bài kế tiếp thế nào? Khương Vọng trực tiếp hỏi. Đầu tiên là không có khả năng gia tăng thêm sức mạnh đồ đằng, bởi vì cũng không dùng được trong ván cờ sinh tử. Khánh Hỏa Cao Xí biểu hiện rất tốt khả năng cần kiệm của thủ lĩnh một bộ tộc có điều kiện sống quá túng quẫn. Gã suy nghĩ, sau đó tiếp tục nói. Còn về chiến sĩ tham dự ván cờ sinh tử, người có thể tự mình chọn lựa trong toàn bộ Khánh Hỏa bộ. Khương Vọng hỏi. Trước đó hắn có nghe Khánh Hỏa Cao Xí nhắc tới địa quật. Cho dù hắn không rõ địa quật là nơi nào, có nguy hiểm gì, nhưng mà cũng không khó để lý giải, đó là nơi đóng quân của những chiến sĩ tinh nhuệ nhất trong Khánh Hỏa bộ. Khánh Hỏa Cao Xí cắn răng nói. Đương nhiên, ta lập tức điều một đội chiến sĩ luân phiên trở về cho ngươi. Mà do phải trấn thủ địa quật, một lần không thể điều động quá nhiều, còn phải làm phiền ngươi nhìn mấy người mấy lần mới có thể xem hết được. Cần gì phiền phức như thế? Khương Vọng nói thẳng. Địa quật là nơi nào? Ta đi một chuyến đi với ngươi là được. Lúc này Khánh Hỏa Kỳ Minh yên lặng đứng xem cả buổi, lại lên tiếng. Địa quật kết nối với thông đạo U Thiên, quá nguy hiểm. Ngươi là cờ chủ của Khánh Hỏa Bộ, cũng là hy vọng lần này của Khánh Hỏa Bộ, tốt nhất là đừng có mạo hiểm. Khương Vọng chỉ cười cười. Sao lại không có nguy hiểm? Ván cờ sinh tử nghe tên thôi cũng đã biết được không phải là nơi yên ổn gì đúng không? Ta đang muốn nhìn thử một chút, xem địa quật các ngươi là nơi như thế nào, cũng muốn nhìn thử xem cái gì là U Thiên. Được. Lúc này thái độ của Khánh Hỏa Cao Xí rõ ràng là thân thiết hơn nhiều. Vũ Trúc đại nhân, người mang vị chiến sĩ chân chính đến từ thanh thiên này
đến địa quật lớn nhất của Khánh Hòa Bộ của chúng ta để đánh giá đi. Sắc mặt Khánh Hòa Kỳ Minh lập tức trắng ra. Ta cũng phải đi sao? Khánh Hòa Cao Xí mang về mặt lạnh lẽo, đành thép nhìn hắn ta. Chỉ mang theo tinh tướng đi địa quật một chuyến. Dẫn đường thôi, ngươi không muốn sao? Khánh Hòa Kỳ Minh há miệng nửa ngày, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Hắn ta rũ đầu, giọng nói trở nên uể oải. Đi cùng ta. Vừa dứt lời, hắn ta dẫn đầu đi về phía sau Hòa Tử. Có thể nhìn ra được, hắn ta cực kỳ không muốn, nhưng mà hắn ta cũng không cách nào từ chối. Khương Vọng gật đầu ra hiệu với 16 lão bên kia, sau đó mới đi theo Khánh Hòa Kỳ Minh. Trong đội ngũ của những lão già già của Khánh Hòa Bộ, như đang ngủ cục kia, chợt có người hỏi. Bây giờ làm gì đây? Chúng ta làm gì? Khánh Hòa Cao Xí ở lại chỗ đó trấn an. Trở về nghỉ ngơi phơi nắng đi. Lão già già kia nói. Còn mẹ nó, người mới già đó, lão tử còn đánh được lắm. Nữa rồi, không chỉ già đến run run rẩy rẩy, lại còn điếc đến không thể nói nổi nữa. Khánh Hòa Cao Xí cũng giỏi lắm mới không đủ những người này. Lúc này gã chỉ có thể căng ra đầu mà hô to. Không cần, không cần các ngươi ra trận. Cái gì? Khi nào xuất phát? Địa quật là một cái tên rất trực quan, là một lỗ thủng trên mặt đất. Trên phù lục là Thanh Thiên, dưới phù lục là U Thiên. Thanh Thiên treo ở trên cao, đâu đâu cũng có thể nhìn được. U Thiên đen tối bên dưới, bị mặt đất cực kỳ nặng nề ngăn cách, ở trên cơ bản không thể nào nhìn thấy được. Còn địa quật thì khác. Không ai có thể giải thích rõ địa quật xuất hiện như thế nào. Chỉ biết nó liên kết với U Thiên. Cả phù lục, tất cả bộ tộc đều phải đối mặt với nguy hiểm bắt nguồn từ U Thiên này. Trong truyền thuyết của phù lục có kiểu lý giải là trên Thanh Thiên từng có rất nhiều ngôi sao, chúng từ Thanh Thiên rơi xuống U Thiên, trong quá trình này đã xuyên qua mặt đất, vì thế tạo ra địa quật. Còn bên trên Thanh Thiên cũng vì những ngôi sao này vỡ nát mà từ đây chỉ còn thiên su tịch. Quay trở lại địa quật, nguy hiểm nhất xuất phát từ U Thiên là tồn tại cực kỳ cụ thể, không phải hư vô. Phù lục có một câu: rơi từ Thanh Thiên xuống là tinh tướng, nổi từ U Thiên lên là tinh thú. Ý nghĩa sâu xa của câu này là cuộc đời con người đã định sẵn, có lúc này lúc nọ. Nhưng mà nếu gác ý nghĩa sâu xa ấy qua một bên, thì bản thân câu nói ấy là một lời miêu tả khách quan. Tinh thú tức là tai họa lớn nhất của thế giới phù lục. Những người trên phù lục cho rằng tinh tướng là sản phẩm của Thanh Thiên, tinh thú là kết tinh của U Thiên. Lời này không bàn đến đúng sai, nhưng mà nó thực sự đã trở thành một nhận thức chung. Trên đường đi, từ những điều tìm hiểu bước đầu về địa quật chỗ Khánh Hòa Kỳ Minh, Khương Vọng cũng đại khái hiểu được vì sao Khánh Hòa Kỳ Minh lại rất kháng cự việc đến địa quật. Dưỡng phụ của y, Vu Trúc Tiền nhiệm Khánh Hòa Bộ, đã chết ở địa quật. Khương Vọng còn cố ý nghe ngóng được về những người đến từ Thanh Thiên đến trước hắn. Tên tuổi có thể không biết rõ, nhưng mà đặc trưng thì rất dễ đoán ra. Lôi Chiêm Càn là cờ chủ của Xích Lôi Bộ, đứng đầu Lôi Bộ. Lý Phượng Ngưu ở Tịnh Thủy Bộ, đứng đầu Thủy Bộ. Phương Sùng ở Nguyên Thổ Bộ, đứng đầu Thổ Bộ. Khương Vô Tà thì ở Tật Hỏa Bộ, đứng đầu Hỏa Bộ. Ngoài ra cờ chủ của Thiên Mộc Thiết Mộc Bộ, đứng đầu Mộc Bộ, là một nam nhân bề ngoài vô cùng bình thường. Theo cách miêu tả của Khánh Hòa Kỳ Minh, Khương Vọng không thể nào liên tưởng hắn ta với những tu sĩ trong trí nhớ. Nhưng mà trong tâm chú ý của Khương Vọng cũng chỉ có bốn người đầu mà thôi. Hắn cố ý hỏi về vị trí của Tịnh Thủy Bộ. Hắn có ý liên hệ Lý Phượng Ngưu trước, chủ yếu là muốn xem thử có thể hỏi xin một món binh pháp phù hợp để dùng huấn luyện tộc nhân Khánh Hòa Bộ không. Để các chiến sĩ Khánh Hòa Bộ tuy không thể sử dụng sức mạnh đồ đằng, nhưng mà cũng có thể phát huy được chiến lược siêu phàm trong ván cờ sinh tử. Thạch Môn Lý Thị vốn là gia tộc danh tiếng nhiều đời, tất nhiên là không thiếu binh trận, nhưng mà bản thân hắn thì lại chẳng biết chút gì về phương diện này. Những người khác đến phù lục trước lâu như vậy, chắc chắn đang nghĩ đủ mọi cách để nâng cao chiến lược chiến sĩ bộ tộc trong ván cờ sinh tử. Mà giờ Khương Vọng mới bắt đầu tuyển người nên bị tụt lại phía sau rất nhiều. Nhưng mà Khánh Hòa Kỳ Minh lại kiên quyết ngăn cản hắn. Vì chế ước của khế ước vương quyền, trong thời gian chuẩn bị cho ván cờ sinh tử, các bộ tộc không thể chinh phạt lẫn nhau. Nhưng mà Khương Vọng là cờ chủ của Khánh Hòa Bộ, nếu như tiến vào địa bàn của bộ tộc khác chắc chắn sẽ bị giết chết ngay lập tức. Khánh Hòa Kỳ Minh 3 lần 7 lượt nhấn mạnh chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra. Khương Vọng không phải loại người không chịu nghe khuyên can nên chỉ đành từ bỏ. Ở trong phạm vi quản lý của Khánh Hòa Bộ,
địa quật lớn nhất tên là Vô Chi Địa Quật. Chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Khánh Hỏa Bộ đều ở đây. Vị trí của Vô Chi Địa Quật cách Hỏa Từ khoảng chừng 20 dặm. Bộ tộc cần cường giả tọa trấn, tộc trưởng không thể rời đi được, cho nên chỉ có thể dẫn ta, dẫn người đi. Sắc mặt Khánh Hỏa Kỳ Minh trắng bệch giải thích. Nói câu này vô cùng phí lời, nhưng mà phí lời thì càng chứng tỏ dao động trong nội tâm hắn ta. Hắn ta cần phải nói vài chủ đề khác để đánh lạc hướng cảm xúc. Trông có vẻ đáng tin cậy lắm, Khương Vọng nói. Trước mặt là một thành lũy được xây dựng bằng đá lớn màu đen. Nó ở đó trông như là một con thú khổng lồ trầm mặc, khiến người ta không hề nghi ngờ. Nó có khả năng phòng ngự ở một mức độ tương đối. Đúng vậy, rất đáng tin cậy. Nhưng mà không phải là vì tòa thành lũy này, Khánh Hòa Kỳ Minh nói. Y lấy lại bình tĩnh, cất bước tiến về phía trước. Cảnh giữ bên ngoài thành lũy là một đội chiến sĩ của Khánh Hòa Bộ. Khánh Hòa Kỳ Minh là bước đến nói chuyện với bọn họ. Hai chiến sĩ cường tráng liền đi sang một bên, chuyển động bàn xoay, cửa đá nặng nề của thành lũy cũng chậm rãi kéo ra. Đúng vậy, chốt mở của cổng thành lũy là ở ngoài. Nếu nói đây là một pháo đài thì nói nó giống một nhà giam đúng hơn. Chiến sĩ bên trong không giống được bảo vệ mà giống như bị bỏ tù. Sau cửa đá là một hành lang tối mờ, dù trong hành lang cách vài bước là một chậu thang, được điểm cuối cùng của nó vẫn khiến cho người ta cảm thấy vô cùng xa xôi mơ hồ. Khánh Hỏa Kỳ Minh nuốt một ngụm nước bọt nói, đi vào đi. Hắn ta đứng yên bất động, nhìn dáng vẻ định đề Khương Vọng đi đầu. Điểm này cũng không hợp với lẽ đại khách lắm. Người chưa từng tới nơi này à? Khương Vọng hỏi. Trước kia toàn được chờ ở bên ngoài. Vũ Trúc trước đây bảo vệ người rất tốt, Khương Vọng nói, cất bước đi vào trong thông đạo tĩnh mịch. Thọ hạn của người phù lục không khác với nhân tộc hiện thế. Thực ra mà nói, tuổi tác Khương Vọng vẫn nhỏ hơn Khánh Hỏa Kỳ Minh, nhưng mà chuyện Khương Vọng trải qua quá nhiều. Cửa tạm thời dừng đóng, chúng ta sẽ mau chóng đi ra thôi. Trước khi đi, Khánh Hỏa Kỳ Minh còn cố ý nói với chiến sĩ thủ vệ. Nhưng mà chiến sĩ thủ vệ chỉ lắc đầu, không hề cho Vũ Trúc đại nhân một chút thể diện nào. Ngươi còn vào sao? Khương Vọng ở trong hành lang hỏi. Không thì ngươi đưa tín vật cho ta, ta tự xuống. Khánh Hỏa Kỳ Minh nổi giận đùng đùng trừng mắt với chiến sĩ kia nửa ngày. Nhưng mà không ngờ Khánh Hỏa Kỳ Minh tính khí nóng nảy cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ cắn môi đi vào trong hành lang. Ầm một tiếng, sau khi hắn bước vào, cửa đá khổng lồ nhanh chóng đóng lại. Hành lang dài dằng dặc cũng vì thế mà càng tối đen, u ám hơn. Khánh Hỏa Kỳ Minh sợ hãi giật mình, nhưng mà bóng dáng của Khương Vọng vẫn đang ở rất xa, ngay cả tiếng bước chân cũng không hề rối loạn. Bây giờ y có muốn quay lại cũng không kịp nữa, nên chân đành bước nhanh đuổi kịp hắn. Người không biết trong lòng đất có thứ gì, cho nên mới có thể bình tĩnh được như vậy. Khánh Hỏa Kỳ Minh tìm chủ đề để nói chuyện. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Có lẽ vậy, Khương Vọng nói. Hắn cũng không biện hộ, bởi vì hắn hiểu rất rõ Khánh Hỏa Kỳ Minh nói vậy là để an ủi bản thân. Mà câu chưa thấy quan tài là không đổ lệ cũng rất đúng. Nếu Khương Vọng biết bên trong có thứ nguy hiểm gì đó mà hắn không thể đối phó được, thì hắn căn bản sẽ không lựa chọn tiến vào. Tiếng bước chân trong hành lang có vẻ hơi đột ngột. Ánh lửa chiếu vào gương mặt Khánh Hỏa Kỳ Minh lúc sáng lúc tối. Đường hành lang dài dằng dặc, cuối cùng cũng có điểm cuối. Điểm cuối là cánh cửa được chế tạo bằng kim loại không rõ, thân toàn đen nhánh. Khe hở chính giữa cửa lớn có một hoa văn hình ngọn lửa. Khương Vọng nhường chỗ đứng im. Khánh Hỏa Kỳ Minh tiến lên một bước, đưa tay đặt lên chiếc cánh cửa kim loại, ấn ký ngọn lửa nơi mi tâm phát ra. Hắn ta buông thõng cánh tay, nhỏ giọng mệt mỏi nói, chờ một lát đi, trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu. Bên trong ngày ngày đâu có chiến đấu sao? Khương Vọng hỏi. Không chắc, nhưng mà tinh thú xuất hiện có lúc rất thừa thớt, cũng có lúc rất dày đặc. Bình thường càng lúc bắt đầu đến gần ván cờ sinh tử thì tinh thú sẽ càng tới tấp nập. Sau khi kết thúc ván cờ sinh tử, mật độ lập tức hạ xuống. Một thời gian tiếp theo, đó chính là thời kỳ tĩnh dưỡng của phần lớn chiến sĩ. Tinh thú là tồn tại thế nào? Khánh Hỏa Kỳ Minh há to miệng, rồi lập tức ngậm miệng lại, trầm mặc một lúc mới nói. Ta cũng không biết miêu tả với người thế nào nữa, người tận mắt nhìn thấy sẽ biết ngay thôi. Lần chờ này là gần một canh giờ trôi qua. Khương Vọng vẫn có thể chờ,
Nhưng mà sắc mặt của Khánh Hỏa Kỳ Minh là càng ngày càng khó coi. Không biết bên trong như thế nào rồi. Hắn ta bắt đầu không ngừng tự nói một mình. Cánh cửa kim loại to lớn mở ra trong tiếng ồn ào. Một nam tử trẻ tuổi cụt một tay đứng trong cánh cửa, liếc nhìn Khánh Hỏa Kỳ Minh nhưng không nói gì. Sau lưng y, ánh lửa lấm tà lấm tấm, giống như một hàng dài chiếm cứ trong đêm tối vậy. Khánh Hỏa Kỳ Minh nhìn nam nhân cụt một tay giải thích. Chúng ta thông qua nghi thức điểm tinh tướng đã chọn được tinh tướng. Vị đến từ Thanh Thiên này là cờ chủ, đại diện cho Khánh Hỏa bộ chúng ta tham dự bắn cờ sinh tử. Tộc trưởng bảo ta dẫn hắn đến địa quật để chọn chiến sĩ. Nam nhân cụt một tay nghe vậy hừ trong mũi ra một câu. Coi như vậy cũng có chút tác dụng. Nói xong y nghiêng người tránh vị trí. Khương Vọng và Khánh Hỏa Kỳ Minh đi vào chính giữa. Y mới một lần nữa đóng cửa lại. Cửa trong này nếu có thể không mở thì hãy cố gắng hết sức không mở, để tinh thú không ra ngoài. Khánh Hỏa Kỳ Minh giải thích với Khương Vọng. Nếu chạy ra ngoài thì sao? Khương Vọng hỏi. Một khi để tinh thú bại lộ dưới Thanh Thiên, tiếp xúc với ánh sáng Thiên Xô, đó chính là một tai nạn. Khánh Hỏa Kỳ Minh cũng không miêu tả cụ thể tai nạn, nhưng mà chỉ riêng biểu cảm sợ hãi xuất phát từ trái tim của hắn ta cũng đại khái có thể tưởng tượng được mức độ của tai nạn kia. Nơi này giống như một cái động khổng lồ dưới mặt đất. Từ ngoài cửa nhìn sơ qua thì cảm thấy đằng sau cánh cửa là vô số ngọn đuốc được rơi lên cao trong đêm dài. Lúc này đi vào chính giữa, vừa mới nhìn thấy thì dưới ánh lửa kia đều có người. Nói một cách chính xác hơn là trên đỉnh đầu mỗi chiến sĩ đang ngồi hay là đang đứng đều có một ngọn lửa lơ lửng. Đây là hiện hình cụ thể bản nguyên đồ đằng của bọn hắn. Bọn hắn dùng nó để tĩnh dưỡng. Khánh Hỏa Kỳ Minh giải thích một câu, lại bổ sung thêm. Chỉ vào lúc cực kỳ khó khăn, chiến sĩ của chúng ta mới dùng đến bản nguyên đồ đằng. Trận chiến ban nãy chắc chắn rất kịch liệt. Sự gian nan của trận chiến ban nãy không cần Khánh Hỏa Kỳ Minh giải thích, Khương Vọng cũng có thể cảm thụ được. Những chiến sĩ hoặc ngồi hoặc nằm kia, gần như là ai nấy cũng đều là mang thương tích. Còn có vài chiến sĩ nằm trên mặt đất ngáy o o, hẳn là họ đang tuân theo một chế độ thay phiên nào đó. Toàn bộ chiến sĩ Khánh Hỏa bộ ở trong lòng đất có khoảng chừng 1.000 người. Đây đều là chiến lực siêu phàm, còn nhiều hơn trong tưởng tượng của Khương Vọng. Điều này cũng khiến đánh giá quán đối với toàn bộ thực lực của Phù Lục cao thêm một chút. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.